Xin kính chào các bạn quý vị, hiện tại thì mình đang có ở đây một cái mặt nạ. Mình đang có ở đây một chiếc iPhone 7 Plus thì đợt mình nghĩ mình đã mua về. Và cái chủ đề mà người đã bàn tán đó là iPhone 7 Plus và iPhone 7 sử dụng chip Intel hay chip Qualcomm tốt hơn. Đây là một cái hôm nay mình sẽ giải thích cho mọi người. Và vì mình đã là người may mắn mua được cái con iPhone 7 Plus chạy chip Intel. Qualcomm và Intel thì hai con chip đang nằm trong cái sản phẩm iPhone 7 7 Plus không phải là vi xử lý CPU. Rất nhiều bạn khi nghe đến hai cái tên này nghĩ là iPhone 7 Plus chạy chip Snapdragon hay là iPhone 7 chạy chip Intel giống như kiểu là ngày xưa Zenfone đã sử dụng. Nhưng các bạn hoàn toàn sai lầm. Ở đây thì nhà sản xuất Apple đang tích hợp hai cái con chip để bắt sóng mạng 4G modem LTE. Và một trong những cái bài báo tìm được trên mạng cho biết rằng với con chip mạng Qualcomm thì 4G LTE mạnh hơn 30% so với lại chip Intel và nhanh hơn 70% khi tín hiệu ở mức thấp nhất. Vì các bạn là giống như kiểu là khi mà sóng 4G các bạn còn một vạch thì Qualcomm nhanh hơn 70% so với một vạch của Intel. Nói như vậy các bạn dễ hiểu. Cách nào để nhận biết thì không phải là phụ thuộc vào thị trường riêng biệt mà ngay cả cùng một thị trường như Mỹ. Chia ra thì mình mua của nhà mạng T-Mobile và cái con máy này của mình để nằm may mắn trong hai nhà mạng là AT&T và T-Mobile bán là chạy chip Intel. Trong khi đó Verizon và cũng như Sprint thì sử dụng chip Qualcomm. Và các bạn kiểm tra một cách ở mã phía sau sẽ ghi tên của model. Và khi các bạn mua máy thì kiểm tra cái này. Như tại giọng thông minh họ đang bán là cả bên thị trường Singapore, rồi chúng ta sẽ có máy chính hãng, rồi chúng ta sẽ còn có cả bên là Mỹ vân vân và cả Hàn Quốc. Như Việt Nam chúng ta hàng chính hãng sẽ dùng chip modem của Intel. Vậy có đáng lo ngại hay không? Câu trả lời là không. Vì bản thân mình là người đang sử dụng máy modem của Intel mà mình chẳng hề biết một chút nào. Vì nó chả ảnh hưởng quái gì đến quá trình sử dụng của mình cả. Rất nhiều bạn nói đang sử dụng cái chip của Intel thì mạng Wi-Fi kém đi, nhám xịt. Đây là cái modem nó lại bắt 4G LTE. Và cái 4G LTE của Việt Nam thì chúng ta phải mất sang năm sau bắt đầu nó triển khai rộng rãi. Và chắc chắn cũng như 3G là chúng ta mất 2-3 năm để có được sự ổn định của nó. Thì các bạn không cần phải lo lắng về vấn đề này. 3G, đây con máy của mình đây, mình dùng về Việt Nam cho đến tận lúc này chả có sóng sánh gì phải phàn nàn. Nó cũng y như cái vụ ngày xưa ấy, cái lúc mà ra 6S và 6S Plus có cái việc là sử dụng là của Samsung hay là chip của TSMC, người ta bùng nổ lên cãi nhau một thời gian. Bây giờ thì có ai nào quan tâm đâu, các bạn mua máy các bạn vẫn mua chả vấn đề gì. Chẳng qua là chúng ta đang quá soi mói đi sâu vào những cái tiểu tiết. Nhưng mà dần về sau cái này sẽ nhanh chóng thành quên lãng. Vì bản chất thì sản phẩm nó dùng vẫy như vậy, chả ảnh hưởng mấy, đặc biệt ở thị trường Việt Nam khi mà 4G vẫn chưa có để mà phổ biến và sử dụng. Và như mình đã nói, cái tốc độ này nhanh hơn 30% với điều kiện ở cái mạng cao nhất. Và ngoài ra nữa là nó chênh 70% khi mà sóng 4G các bạn chỉ có một vạch. Tóm váy lại là mình thấy cái vấn đề này nó chỉ nhỏ còn con xíu li ti, chả phải là đến cái mức mà các bạn phải quá lo lắng, phải đắn đo là mua con này con kia. Giỏi lắm 4G chỉ phủ được nội thành của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một vài nơi lớn. Và các bạn ở các nơi khác thì vẫn sử dụng chủ yếu là 3G thì có vấn đề gì mà phải lo là mua phải con chip Intel thì 4G kém. Tuy nhiên thì những bạn nào mà thực sự lo lắng thì trước khi mua máy có thể tham khảo tại cửa hàng như viện di động thông minh bán cả thị trường Hàn Quốc, có Mỹ, cũng có Singapore thì xem là cái mã của nó là gì, Qualcomm hay là Intel các bạn mua. Còn với mình thì mình chẳng có lý do gì tự nhiên phải đổi cái con đang Intel sang Qualcomm làm gì hết. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.